À, giới thiệu đến quý cô chú anh chị một lô đất à, thổ cư, à, chủ đang ngọt cần bán gấp của chú anh chị. Lô đất này thì năm ngoái chủ à, mua với giá là một tỷ rưỡi, có sổ hồng riêng sẵn rồi đất à, thổ cư, mặt tiền đường nhựa. À, đây là hình ảnh thì thực tế luôn cô chú anh chị nha. Có sổ hồng riêng sẵn rồi, đất quy hoạch dân cư liền kỳ dân cư. thì Hiện tại là chủ đang cần bán à, lại và bán cắt bán lỗ giá chỉ một tỷ ba thôi giảm 200 triệu cho quý anh chị mình thiện chí mình mua thì chủ còn bớt nữa cô chú anh chị ha gặp trực tiếp liên hệ trực trực tiếp luôn với chủ để mà thương lượng giá thêm à, giá hiện tại là chủ cắt lỗ là bán chỉ một tỷ ba mặt tiền đường nhựa đường ô tô thoải mái của chú anh chị không thông thoáng thứ hướng nha vị trí đất thì lát nữa em sẽ có một cái hình ảnh vị trí đất cho cô chú anh chị mình xem còn đây là cái hình ảnh thật của lô đất À, đất à, đất đòn này là đất trống ha liền kề dân cư mặt tiền đường nhựa nó thuộc à, xã trung à, lập thượng huyện củ chi của chú chị ha à, đường rất là thông thoáng ha liền kề dân cư luôn khu này cũng dân cư ở cũng ok rồi cũng à, tương đối là à, đông đúc chỗ thì à, chỗ sẵn chỗ mới của chú chị mình mua công chứng liền nha à, chỗ đó công nhận 97 mươi bảy mét vuông của trên sổ thì đất thổ cư là 90 còn lại bảy mét vuông là đất uh, càng năm ha, đây, đường nhựa sổ cập nhật rất là rõ ràng. Còn đây là vị trí đất từ tỉnh lộ bảy mình đi vô một xíu tới đất của chú chị nha. Tỉnh lộ bảy nó vị trí em quanh tròn của chú chị. của chú chị mình quan tâm thì mình liên hệ em số điện thoại 0898 tám chín tám em dẫn xem đất ha. Số nào em có dùng zalo của chúng chị nào mình uh, cần gửi vị trí đất để xem cái in trước cái trước để mà tiện đi xem thì em sẽ gửi vị trí cho mình các bạn cho em gửi vị trí cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin xin chào hẹn gặp lại ở một cái sản phẩm